đó dính này lắm mình. Rồi cái chơi cái chơi cái chơi cái chơi cái chơi, chơi. Hello cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ luôn. Hôm nay đi câu xong đó bạn ơi. Câu xong cái đá bình của hồ cá đó nè. Hồ này cá dữ lắm cá bạn ơi, nước nổi về. Anh em mình chuẩn bị đằng kia đang xuống mồi đằng kia. Nhóc giờ đang ngồi câu rồi. Ôi, chuẩn bị lên cá đó anh em ơi. Móc lỗ rồi, nhử dùng rồi đó, chuẩn bị là chiến thôi. Rồi, chuẩn bị lên. Đây quá trời vô ngớp luôn kìa. Thôi mình review sơ cái khung cảnh này cho anh em coi coi luôn nha. Đó, đây là câu ngoài sông, sông lớn các bạn. Kia tàu chạy nhóc chưa. Đó, mấy anh em đang thủ lên đó nữa kìa. Này là lục bình dữ lắm luôn, cá trắng cái này đủ hết trơn. Rồi, review sơ xíu rồi, bắt đầu anh em mình chiến thôi bạn ơi. Nhào vô bắt đầu dịch cá thôi. Bạn ơi, dính con phi bự lắm rồi. Bạn ơi, để mình zoom gần cho bạn coi nha. Dữ lắm con phi rồi. Ôi, cái phi bự nha bạn. Ôi, mạnh quá mạnh này, mạnh quá mạnh ơi. Mạnh lắm Cường ơi, mạnh lắm Cường ơi, từ từ. Sở hữu lắm Cường ơi. Lên. Ô, xuống tay. Quá sướng các bạn ơi, về sao xảy được bạn coi, quá trời luôn phi rồi. Quy xong các bạn ngon lành bạn ơi, bàn tay mình hơi gì thấy chưa. Thôi gỡ gỡ các bạn ơi, ngon lành ngon lành. Nó bạn ơi, cái gì đây cái bự. Trời ơi, chờ dẫn chúa. Trời ơi, mới dở lên lô bấm máy quay phim sảy luôn rồi. Thôi thôi thôi, cá nó bự không ơi. Đúng là cá sảy là cá bự rồi. Thôi, thua cái này tao bày cái khác bạn ơi. Cá xong mà dính dính thôi, bình thường. Đi đâu? Đi trong tỉnh á. Chưa biết nữa sao. Trời lên gấp. Lúc phao. Trời ơi quá rồi, thấy ham rồi. Dữ lắm rồi các bạn ơi. Lúc phao, trời ơi. Giờ không dính. Tê tê máy cho trời tim lên kìa. Trời ơi thằng em đang lên cá các bạn ơi. Cá gì vậy? Đâu? Không thấy đâu, hạ xuống mới thấy. Thấy rồi. Lên cá bạn ơi, hai thằng cầu hai lỗ khác nhau bạn. Nó có lỗ đắng, mình có lỗ này. Lỗ của mình đây thì cũng ngon nữa. Nằm phao luôn rồi. Thôi, tiếp tục mình chiến lên cá ra các bạn ơi. Thôi, mới lên con cá dảnh nữa bạn ơi, không có quay nha. Cá ú không? Ngon lành. Ngon lành cành đào. Rồi, tiếp tục. Lại. Đi đây, đi đây. Dẫn chúa các bạn ơi. Đây đi con. Dẫn qua, quýu 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 đọt rồi. Dẫn lên, hàng. Tao quýu mà ăn kiểu thấy ghét con lắm. Đây. Lên đi trắng rồi, dẫn ngon lành, ngon lành. Rồi. Có lên, có được pha lên cá là được rồi. Được, được. Đáy luôn bạn ơi. Đáy kiếm cái dẫn đó đó, lên tìm đó. Đáy bắt cái dẫn chơi. Ngon không có dứt kìa. Nó chạy đi. Trời ơi trời.
trời ơi cái cha. Lên vô quá trời vô có dấu hiệu ăn nó siêu xì tim quá trời cái bự vô. Mục đích là chết với anh liền. Nó dính rồi. Nè bạn ơi. Cái dảnh quá. Trời ơi, ổ cá tra rồi. Lên em nữa bạn ơi, cá tra. Lên hàng. Cá tra hả nhỏ. Dấu hiệu gì hết đó. Dấu hiệu nghĩa các bạn ơi, cái gì đây? Trời ơi, cái dảnh bạn ơi. Đây, lên hang. Dảnh này cũng không bự lắm, đủ xài. Đây, dảnh xong luôn nha bạn. Thôi, tiếp tục gỡ cá luôn. Thôi, mình nghỉ ngơi ăn cơm đó bạn ơi. Thôi, mời cả nhà ăn cơm mình nha. Ăn xong chiến đấu tiếp thôi. Để còn ngồi đó nó bao đó kìa. Hai, mình ăn xong mình chiến bạn ơi. A few moments later. Đó, dính này. Dính lắm rồi. Rồi cái chơi. Lết, dính lắm. Chú trắng cà má hả? Ồ, chú trắng thối tiền luôn thằng ơi. Chú trắng dữ lắm luôn rồi. Cái chú trắng dữ lắm bự luôn rồi. Máu, còn máu không? Chú trắng. Các bạn ơi, quá wow, trời cái chơi trắng rồi. Wow, cái chơi bự. Tới tiền. Lúc khoao dính rồi. Dính bạn ơi. Cái này mới tịch nè bạn ơi, lên. Ăn cái kiểu này mê các bạn. Đây. Dính. Ok gỡ cá bạn ơi. Nghĩa nè bạn ơi, nghĩa nè. Nghĩa này mới tịch nè. Lên. Nghĩa hả bạn? Dạ. Trời ơi. Đây. Coi dính mà. Con này u nù luôn bạn ơi, u nù luôn. Thôi tiếp tục rồi, xuống bạn ơi, đứt hết mấy đường nhỏ luôn rồi. Này câu lưới đơn luôn rồi, hết câu lưới chặt tới đáy rồi. Nào, dứt rồi. Dứt rồi đó, dính đây. Phi bạn ơi. Phi lên. Ơi. Ăn cá sông ăn cái gì không chứ mấy cái kia đồng ăn. Đây bạn ơi. Cá sông phi nha. Ôi cá phi sông chứ. Ngon lành luôn. Rồi gửi cá bạn ơi. Rồi câu cá chê xong đứt lưỡi luôn bạn ơi. Đứt cái dây luôn làm đứt cái đường nhỏ có làm đường nhỏ khác lại nè. Đường nhỏ này hơi khó thấy xíu nha. Mình đi nào mình chiến đây xuống lỗ luôn em ơi, đường nhỏ này hơi khó thấy chút nha, này đưa xuống là lụm đó, đó này cái bộ cũng được để dễ nhìn chút. Lấy các bạn ơi, dính rồi. Vô dính cây nữa rồi. Ôi trời ơi. Thôi mưa bạn ơi, nghỉ quay luôn nha bạn. Có chừng nào câu lên hồi báo cá luôn chứ. Hết quay được rồi. Mưa lắm, mưa được mưa rồi. Cá cũng được nhiều rồi đó. Chút xíu anh báo cá xong về luôn bạn ơi. Thôi mưa quá trời, về anh em ơi. Về để anh báo cá cho anh em coi nha.
đổ đây đi. À, này này vô rồi, vô ổ rồi, cái vô chết đó về. Vô bự chết quá. Dạ. Đây còn cái chân chấm quá trời đã. Rồi gỡ đi, hồi gỡ gỡ vô sao? Bẻ cái bẻ kỳ nó. Bẻ kỳ nó nè. Cái đuôi rồi xuống luôn. Rồi, ok. Để lại nghe đi. Quá trời này ngon bạn ơi. Ồ cái chân trắng xuống cái chê nè. Không. Cái phi con nào có dày dày không nè. Đây, đó. Thấy không? Phi con bự không bạn ơi. Ngon lành luôn. Cái chê ngon quá, ngon cái chê trắng xuống. Thôi mình ấy mình lại thôi kết thúc video bạn ơi, hẹn anh em video sau nha, nước cạn quá trời, hẹn video sau ngon nữa, bye bye.